Hôm nay mình review cái hai kẹt 1.34 mà nó đang đình đám trên thị trường, một số anh em thích nha. Mình để ghép cái cây này 7 lút, cây XS Max 18 tỷ. Đây này, và về menu của nó này, anh em nhìn hai kẹt 1.34 nó sẽ bổ sung một số tính năng mình nó fit lỗi nha. Thứ nhất là nó hiện cái boot up là hiện cái bảng mà mình chọn cho những cái dòng máy mà nó không tự ST bằng ICC đi được, như là từ 6 nút trở xuống, 6G 6 nút trở xuống là phải chọn mạng thủ công. Nên đó là mình hai kẹt nó sẽ fit cái lỗi này. Cái bản update đầu tiên của 1.34 á. Rồi. Cái thứ hai á, là nó sẽ fit cái hotbot này. Hotbot là chút nữa là mình sẽ làm là nó sẽ fit được mai một số fit được điểm truy cập. Một số máy nó sẽ fit được my number, e-message hoặc FaceTime luôn. Còn thứ ba là iPhone 11 nó sẽ hỗ trợ kích hoạt ICC đi và AT&T, không còn cần chọn nhà mạng khác nha. Hỗ trợ nhanh hơn. Cái thứ tư là nó tăng tốc cái chế độ kích hoạt sóng và nó giữ sóng tốt hơn nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái tính năng sửa hotspot trên máy. Hotspot trực tiếp trên máy nha. Những cái mình nói thứ nhất đó là nó sẽ sửa cái hiện cái boot up cho anh em chọn mạng. Cái thứ hai là nó sẽ sửa hotspot là my number, nó sẽ fix lỗi my number rồi FaceTime message rồi một số cái máy nó sẽ như vậy. Và hỗ trợ iPhone 11 là nó kích hoạt ICC đi và nhà mạng AT&T luôn, không cần chọn mạng. Thứ tư là nó sẽ tăng tốc kích hoạt sóng cho anh em. Bây giờ mấy cái kia thì anh em biết hết rồi. Bây giờ mình sẽ sửa hotspot cho anh em coi nha. Bấm vô cái mục fix 4G hotspot. Mình sẽ nhập mã là 4601104. Anh em nhớ nha, lưu lại số này. Bấm gửi. Rồi mình để cho cái máy nó tự làm nha. Làm gì đại ca? Vậy hả? Chờ tưởng chốc đây tôi quay video cái. Bên mình có bán đủ loại hai kẹt nha. Số lượng bao nhiêu cũng có nha anh em. Hai kẹt đây. Rất là đẹp. Rồi hai kẹt gạch. Hai kẹt gạch thì mắc hơn hai kẹt thường là 10.000 nha. Đó. Đây là một cái hai kẹt gập này. Đi sơn nó này. Hai kẹt thường á là cái số lượng trên website mình hưngthịnhmobile.com. Mua lẻ thì 150 cái, còn số lượng thì anh em lên website mình coi. Anh em đại lý muốn làm đại lý nhà phân phối rồi liên hệ với mình nha. Hai kẹt gập là nó hỗ trợ cho XR, XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max. Đó. Cái này mình bấm tiếp tục để chờ nó hơi lâu chút xíu. Nếu mà bình thường anh em đừng bấm nha. Cái gì liên hệ vô số điện thoại này nha anh em. 0965456456 để anh em cần hỗ trợ. Lâu quá mình không có làm review gì hai kẹt cho công việc của gia đình nó hơi bận chút xíu, mình có con nhỏ nên anh em thông cảm. Cái yêu cầu gì cứ anh em tham gia group mình team hỗ trợ sim ghép, hoặc là cái fanpage của mình Slim Sim Tính Gà, rồi yêu cầu gì thì mình làm đó. Một số anh em yêu cầu làm cái này thì mình sẽ làm cho anh em. Đây nó sẽ có điểm truy cập này. Nó sẽ có là phay, nó sẽ fit được cái khửa này nha, điểm truy cập
nó đổi carrier rồi này, em nhìn thấy không? Vì cái thời lượng mà mình muốn anh em nó coi nó ngắn nên cái hai kẹt nó kết hợp nó hơi chậm, nhưng mà vì vậy, chính vì vậy nên nó sẽ giữ sóng rất là tốt. Không có cần nhanh nha. Hai kẹt thì anh em 1784, 1778 vẫn ghép kiểu chọt sim rất là nhanh, rất là sướng. Nó chỉ thua cái Pro New là giữ sóng không bằng thôi nha. Bên mình bán tất cả các loại sim ghép, anh em cứ cần loại nào thì ghép lên lấy loại đó. DB sim hay là Iwan, mấy cái sim 9mod, 8-9mod là có hết nha. Nạp sim theo yêu cầu anh em luôn. Anh em thấy nhảy sóng không? Đây, nhảy sóng là tự do, đừng bấm gì nha. Lưu ý là hai kẹt nó kích sóng hơi chậm, nhưng mà nó sẽ là chắc ăn, nó giữ sóng tốt hơn, nó quét chừng nào sóng ok thì thôi. Anh em thấy này, rồi sẽ thấy điểm truy cập này, bởi vì nó chưa lên 3G. Để như vậy anh em regain lại một lần nữa thì nó lên nha, reload một lần nữa thì nó lên nha. Đó, nó không cần mình, nó tự làm luôn, mình bấm chấp nhận thôi, đừng có bấm gì hết. Nét đi hơi chậm nhưng mà nó rất chắc nha anh em. Anh em đừng bấm gì, cứ để sóng nó nhảy nhảy như vậy là được rồi. Cái một số anh em một số anh em là ghép sim là cứ vội vàng, cứ bấm sớm thì nó sẽ báo là sim không lỡ, nhưng mà những trường hợp đó anh em yên tâm tắt máy khởi động lại là nó rồi vô nó sẽ tự kích hoạt lại, hoặc là rút sim gắn vô gắn ra. Đây là điện thoại này, nó hiện lên máy number này. Máy number thì nó sẽ fit được e-message và FaceTime tùy theo máy nha, chứ không phải là tất cả đều được. Vì nó ghép sim chậm nên là mình nên nó là nó active chậm nha anh em á nha. Mình nhắc lại những cái điểm mà hai kẹt nó sẽ hỗ trợ các bạn. Phiên bản 1.34 là hiện boot up cho anh em chọn mạng, menu cho anh em chọn mạng, hay là nó hỗ trợ nó fix được lỗi carrier cửa cho anh em để chỉnh điểm truy cập wifi, điểm phát wifi, rồi FaceTime, e-message. Hồi này nọ lên mấy cái thứ linh tinh, thứ tư là nó hỗ trợ iPhone, kích hoạt iPhone 11 ở chế độ ICC đi, không còn chọn mạng nha. Thứ tư là nó sẽ tăng tốc kích hoạt sóng nhanh hơn. Sim bạn nào đưa mình ghép ra. Nó sẽ kích hoạt chừng nào mà lên 3G nó mới dừng lại nha anh em. Đã qua bên là mình sẽ ghép cái cây 1784 này luôn của khách, của 1661 đó bạn. Máy mình này đã mình đã fix cái carrier rồi nha.
Phone này 3G làm sao ghép? SIM này 3G rồi. Ghép SIM được hả? Không được, nó không nhận đâu. SIM nào? SIM có chữ 4G mới được chứ, SIM nó SIM 3G mà bạn. 4G. Sao nha? Ai biết vậy bạn? Mình đi lót lại lần nữa đi. Có SIM 4G không? Khi mình vít cái kè ria cửa cái chỗ hotspot á là nó sẽ lên sóng nó chậm hơn nha anh em. Em lưu ý chỗ này. Chức năng auto rồi nó cũng chậm hơn hết. Nè. Có không? SIM có chữ 4G là được rồi. Anh đến để cho xin em mấy xin ghét đi anh Tiến. Xin màu vàng hả? Dạ. Bao nhiêu tiền cái anh? 20 ngàn em. 20 ngàn đó hả? Ừ. Lấy 10 cái đi. Mấy bay chỉ biết ghét được loại đó thôi hả? Em đâu ghét đâu, hắn bảo anh đi mua là em đi mua rồi chứ. Sau khi mình fix cái hotspot là nó lên rất là chậm nha anh em. Anh em lưu ý. Không có gì hoang mang. Con. Mình ghép cái này bằng 1661 luôn. Bằng xin ghép hai kẹt luôn nha. Này nó hiện bố cốt là nãy mà nói này, nó hỗ trợ cho những để mình chọn nó dễ hơn. Rồi. Rồi nó để lên 4G nha anh em. 4G này. Khi mà mình chỉnh cái carrier cửa này á thì nó sẽ chậm lên sóng hơn nha. Rồi điểm truy cập cá nhân này, ok này, good này. Để biết thông tin tài khoản bấm là ok. Còn phải tham e-message đồ là cái đó là nó tùy theo máy mạnh rồi yếu mà nó lên không lên nha. Tin nhắn đây đang chờ kết hoạt đó. Cái này mình... cái máy 7 lút này mình cũng đã fix cái kè ria rồi nên nó lên hơi chậm một xíu. Đang quay video à, như vậy là đã xong nha. Rồi đó, cái này là hai kẹt này nha anh em. Rồi cảm ơn chào anh em kiên nhẫn nha. Cần SIM ghép thì alo 0965 456 456.